Xin mến chào tất cả các bác nhá. Đây là một chiếc cụ đẩy hai kênh. Đó. Mã là D2.13 anh em nhé. Gửi cho anh Huy, anh ở thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Thì với cái con D2.13 này thì nó là một trong những cái dòng cụ đẩy mà Class D rất là nhỏ gọn anh em nhé. Cực kỳ nhỏ gọn. Đó. Anh em có thể thấy đây cái đây kích thước của nó thì đây một chút nữa bóc hết ra thì bên em sẽ đo cho anh em. Công suất là 1300W ở chế độ 8 ôm anh em nhé, 4 ôm nó rơi tầm trên 2000W. Bóc ra rồi cho anh em xem cái kích thước, đo kích thước cho anh em. Đó, chiều ngang của nó thì như những cục đẩy khác anh em nhé. Đó, tay này sang tay kia thì tầm khoảng độ 48 cm. Rồi chiều sâu, chủ yếu là cái chiều sâu này anh em nhé. Chiều sâu là 31,5 anh em nhé. Đó, còn chiều cao, chiều cao thì nó tầm khoảng độ 9 đến 10 cm anh em nhé. Đó, 9 cm anh em nhé, 9 cm. Nếu mà tính cả chân thì nó gần 10 cm anh em nhé. Đó, đấy thì anh em có thể nhìn thấy cái thông số kích thước của nó đúng không ạ. Đó, con này thì công suất như em nói rồi, 1300W một kênh. Bên em cũng đã thử đánh với cả súp kép rồi anh em nhé. Đánh ngon lành luôn. Súp kép lưu ý với anh em là đánh súp kép coi 100. Đó, còn 100 con lớn hơn thì không thể đánh được. Vì tại sao? Nó chỉ là 1300W anh em nhé. Và anh em đánh full thì tiếng nó sẽ rất là đẹp. Đó, 1300W thì anh em chỉ đánh với súp đơn 50 hoặc là súp kép 50 nhưng coi 100 nhưng phải là loại xịn anh em nhé. Loại tốt một chút chứ loại mà anh em gióng thanh gióng thì những loa nó không có tên tuổi, không có thương hiệu gì thì không thể đánh được đâu. Khẳng định với anh em là như vậy. Đó. Vì nó chỉ có 1300W thôi. Là 1300W công suất chuẩn anh em nhé. Công suất này cũng đã rất là lớn rồi nhưng mà để mà đánh súp thì anh em ít nhất anh em phải chơi 1500 trở lên anh em nhé. Đó. Đây. Tín hiệu đầy đủ căng đét luôn anh em nhé. Đó. Ok chưa? Đó. Ok, căng hết tín hiệu. Đó. Con này thì tiếng của nó khá hay. Đó, anh em nhé, em sẽ cắm loa. Đó, rồi ok. Đánh cái tiếng bass của nó rất là chắc anh em nhé. Anh em bảo là Class D thì tiếng bass nó không chắc đâu. Đấy anh em nghe nhé. Anh em để cố tình để bài này nó nhiều bát anh em nhé. Đó. Bát của nó rất là sâu. Chắc có. Đó. Đó. 1300W là cây anh em nhé. Đó. Đó. Ok cho anh em. Đấy, anh em có thể tham khảo anh em nhé. Ok luôn. Đánh trực tiếp từ nhạc vào ra loa luôn, từ máy tính vào anh em nhé, không qua một thiết bị nào. Đó. Ok cho anh em. Đấy thì em test nhanh cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó, D2.13 anh em nhé. Ok, anh em nào nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Chào tất cả anh em ạ.